Em nhá, chào mừng anh em vào buổi chiều ngày thứ hai đầu tuần. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ mình, tin tưởng đến phút chúng tôi người đất. Hôm nay thì có một bạn người em rất là ủng hộ mình từ trên kênh, bạn chạy từ Vĩnh Phúc xuống đây thì bạn ấy lắp một gương tròn và bạn ấy lắp hai cái chữ hai bên cái chán này, chữ Chago và chữ Xen. Hôm nay thì mình sẽ lắp cái gương cầu như mọi lần rồi các bạn nhé. Bắn đinh rút này các bạn này, bắn đinh rút ren. Sau đó bên mình sẽ bôi keo silicone để chống nước nó vào vùng hai con vít đi lốc bắn. Hôm nay thì bạn ấy lắp cái gương tròn màu đen thì bạn ấy không thích chơi đồ mạng đó, nhưng mà gương xịn các bạn nhé, không phải gương Trung Quốc đó, gương xịn luôn, xịn chính hãng luôn đó các bạn thấy không. Sau khi bắt xong thì bắn vít đây là xong rồi đó. Ok, bây giờ mình đang chuẩn bị lắp cái gương vào, sau đó là mình sẽ dán hai cái chữ. Sau mai mình quay các bạn xem qua cái pha đèn của em rất là đẹp này. Đó, em mình lên cái pha đi cầu to rất là đẹp luôn. Ok anh em, giờ mình sẽ bắt cái tay con cầu và dán hai cái chữ cho em ý, theo nhìn sẽ nổi rất là nhiều các bạn. Sau khi lắp cho bạn cái gương tròn xong, em ơi em thích dán đâu, đây là lắp gương tròn xong này thì bên mình sẽ dán cái Chago Xen. Em cầm em Chago chắc là phang bên này nhỉ, Chago để bên này dán capo hay là dán trên dán trên cho đẹp đúng không, trên chán đúng không. Ok rồi nha các bạn nhé, đây là xịn bố biết, anh em chỉ có bóc ra thôi, dán vào rất đơn giản luôn. Em dán đi, em dán được mà, đơn giản mà, em cứ căn đúng đây. Nó có mép em cứ căn dán là xong. Không, đừng bóc bội. Em đặt trước à, đặt trước, đấy. Em thích dán trên hay dán dưới, như theo anh dán dưới đây đẹp hơn này. Đây thì bây giờ căn mép nhé, căn đúng cái mép này này. Đấy, cứ căn đúng mép này này. Đấy, đúng rồi, hơi cong cong theo đúng cái mép này là nó sẽ vào. Đó, ấy dụ đây, đấy, như thế. Đó, giờ bóc phát đằng sau các bạn nhé, đó đằng sau thì bạn sẽ dán nó sẽ rất đẹp hơn. Bên trong của nó là băng dính hai mặt, anh em chỉ việc bóc ra dán vào thôi. Đấy, em cứ căn tay là chuẩn luôn. Đấy, thôi rồi, nếu chót rồi thôi, chót rồi phập luôn. Bóc ra cái này hơi khó. Đó, bạn thấy không, rất đẹp luôn. Xịn sò nhá các bạn nhé, bảo anh gọi 15 luôn. Không bao giờ bảo màu, hàng xịn mô bít mà. Đấy, Xen, ok cho anh em. Rồi, bên này chữ Chago nha các bạn nhá. Đấy, một bên là Chago, một bên Xen. Các bạn thấy rất đẹp luôn này. Đây là chữ hàng mô bít xịn nhá, bảo hành các bạn 15 luôn. Đó, đây là Chago. Đấy, các bạn thấy, bảo hành 15 luôn. Không có tình trạng bong chóc nha các bạn nhá. Vì nó hàng chính hãng thì các bạn chạy 15 không bạc màu, không bao giờ bị lổ. Chết luôn. Đó, ngon đấy. Rồi, ok. Đó, nhá, xong nhá các bạn nhá. Thế xuống một chút nữa thì đẹp nhỉ, nhá, thôi cân đấy. Nếu kể ra mình quên nhỉ, mình không nhớ con này xuống một chút nữa thì mình cho con này xuống một chút nữa thôi, không bung vào đâu. Em cứ dùng thoải mái, không bung đâu, không bung luôn. Đó, các bạn thấy không, đẹp luôn nhá, lung linh luôn. Đấy, chào tôi xem. Tất cả đây là chữ hàng chất mướt xịn nha các bạn, bảo hành bạn 15 luôn, không bao giờ bạc màu luôn. Ok, thế là xong nha các bạn nhá, anh em vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức này cho mình nhá. Đấy, các bạn đừng vào cái địa chỉ khác, các bạn lưu ý là cửa nhà mình có một duy nhất, đây là số điện thoại của mình nhá. Anh em vào chỗ khác là bị nhầm người ta lừa các bạn, em trai nhá, bạn ấy sẽ lên đường chạy về và chạy chuyến hàng của bạn ấy. Thank you em trai rất là nhiều luôn. Đó, bye bye.